Rồi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình là Trường, trưởng bộ phận phần mềm của công ty Nhanh.vn. Thì ở cái video số 2 thì mình đã hướng dẫn các bạn cái thao tác mà nhập kho, nhập số lượng của sản phẩm và in ra cái tem nhãn để dán lên sản phẩm rồi, đúng không ạ? Thì đến tiếp theo cái video thứ số 3 này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở cái thao tác trong kho hàng, thao tác chuyển kho. Rồi, các bạn làm thao tác chuyển kho nhé. Đối với những cái doanh nghiệp mà có hai cửa hàng trở lên ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng mà chuyển kho này. Rồi, tính năng chuyển kho này thì sẽ như nào? Các bạn vào phần kho, đăng nhập vào phần mềm nhé. Sau đó các bạn vào phần kho hàng, các bạn chuyển đến phần chuyển kho. Chuyển kho ở đây thì chúng ta sẽ kích chọn thêm mới. Thêm mới thì nó sẽ có ba cái loại. Một là thêm phiếu chuyển kho và hai là thêm phiếu chuyển kho nháp. Ba là gọi hàng từ cái kho khác về, đúng không ạ? Đấy là ba cái thêm. Ngoài ra chúng ta có thể làm thao tác nhập từ file Excel. Import làm bằng file Excel thì nó nhanh hơn, được chưa? Rồi thì mình sẽ làm trực tiếp file phiếu chuyển kho ở đây này, thêm phiếu chuyển kho. Rồi các bạn chọn chúng mình là từ kho nào tới kho nào, từ kho A đến kho B đấy, các bạn chọn từ kho đến kho. Sau đó thì các bạn cũng điền sản phẩm áo sơ mi hoặc là AP áo sơ mi hoặc là áo phông nam APN. Mình có tạo một áo phông nam APN đấy. Thì các bạn sẽ làm thao tác chuyển kho nhé. APN 010. Thì ở đây trước mình đã làm thao tác nhập kho của những cái mã này rồi. Thì các bạn có thể làm thao tác chuyển kho đối với những cái mã mà đang có tồn này. Chuyển kho thì để mà chuyển kho được các bạn bắt buộc phải có tồn nhé. Nếu mà không có tồn thì chắc chắn là không thể chuyển kho được, đúng không ạ? Phải có hàng ở trong kho thì mới chuyển được, đúng không? Nếu không có hàng mà chuyển được thì lại sai hết logic rồi. Được chưa? Các bạn sẽ làm thao tác ở đây. Các bạn có thể nhập số lượng của những cái sản phẩm mà có tồn ở đây, chúng ta sẽ làm thao tác chuyển kho. Đây mình sẽ ví dụ, mình sẽ nhập được cái phiếu chuyển kho đối với cái sản phẩm Apollo màu trắng này, từ size 38 đến size 42 nhé, màu đen 39-40. Đây là số lượng có thể chuyển từ kho A đến kho B theo đúng số lượng tồn ở trong kho. Thì các bạn nhìn ở đây, số lượng tồn đây mình đang là 6 này. Ví dụ như mình chuyển sang kho kia là 2 này. Chuyển đi một nửa sang bên kia. Đó, mình chuyển đi bao nhiêu thì các bạn sẽ điền bấy nhiêu. Mình chuyển 3 hay chuyển 5 là do cái quản lý của cái kho hoặc là gọi hàng của bên kia yêu cầu là chuyển bao nhiêu thì các bạn sẽ lựa chọn cái điền cái số lượng ở đây. Đấy, sau đó thì các bạn điền số lượng xong thì các bạn lưu cái phiếu lại hoặc là lưu và in. Lưu ra và in ra cái phiếu để có thể là ký nhận giữa hai bên. Đó, giữa người lập phiếu này, người giao hàng này, người nhận hàng này, thủ kho này và cả quản lý là giám đốc chẳng hạn, các bạn có thể in ra cái phiếu này để ký nhận giữa hai bên. Rồi sau khi mà làm cái phiếu chuyển kho này xong ấy, thì chúng ta hiểu là khi mà làm phiếu thì nó mới là cái thao tác là xuất kho từ kho A, xuất kho từ kho thứ nhất. Sau đó thì đến cái bước thứ hai là bước mà trên đường vận chuyển tới, đúng không ạ? Trên đường vận chuyển đi, chứ lúc này thì hàng sẽ chưa tới kho luôn nhé các bạn nhé. Các bạn nhìn ở chỗ này, nó sẽ là chuyển kho từ cái kho Hà Nội, kho siêu thị HC tới cái kho Hải Phòng ở đây. Nó sẽ làm thao tác là mới là thao tác xuất chuyển kho đi thôi. Được chưa? Thì hàng trong lúc này chúng ta sẽ là xuất từ kho A đi chứ, và nó sẽ nằm trên đường chứ nó chưa nhập vào kho B. Thì để khi mà hàng đến kho B nhé, sẽ mất thời gian là một ngày chẳng hạn, thì đến kho B thì các bạn ở kho B các bạn sẽ vào thao tác trong kho hàng này. Các bạn vào phần chuyển kho. Rồi sau đó thì các bạn vào cái thao tác ở đây có mục là đang chuyển đi ở đây. Các bạn sẽ thấy cái phiếu mà mình vừa mới tạo đấy. Đấy, phiếu mình vừa mới tạo này là số lượng 7 này. Số lượng sản phẩm là 7, còn số lượng các sản phẩm tổng thì nó sẽ là 20. Tổng tiền như này, người tạo này và xuất chuyển đi từ cái kho A này sẽ là duyệt này. Còn khi mà đến cái kho B thì các bạn sẽ vào cái mục là sắp chuyển đến. Thì các bạn sẽ thấy là cái phiếu mình vừa nhập ngày 6 tháng 1 đây, siêu thị HC đây, sẽ là cái thao tác mà các bạn ở kho B các bạn sẽ kích vào phần mục xác nhận ở đây nhé. Mục xác nhận ở đây. Rồi khi mà kho B nhận được hàng thì các bạn sẽ kiểm kê lại cái đơn hàng hóa đấy. Và các bạn sẽ kiểm kê ở đây. Nếu như số lượng mà các bạn kiểm kê mà nó khớp luôn rồi thì các bạn kích vào cái mũi tên màu đỏ ở đây để nó chuyển cái số lượng mà đã duyệt sang cái số lượng mà các bạn xác nhận theo đúng cái số lượng đấy. Được chưa? Vì nó không báo màu hồng nữa. Nếu mà trường hợp ở đây mình lưu ý một chút nha, nếu mà trường hợp mà cái kho B mà nhận hàng ấy mà chúng ta không kiểm kê mà nó không đủ cái số lượng đấy
thì các bạn sẽ không chuyển cái số lượng này sang nha. Ví dụ như số lượng này nha, 5 mà các bạn kiểm kê ra chỉ có 4 thôi chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy là sẽ báo màu hồng ở đây để các bạn biết là cái sản phẩm này nó đang không đúng với số lượng mà đã duyệt từ kho A chuyển đi. Thì lúc này chúng ta sẽ không không thể lưu được cái phiếu nhé, không thể lưu được cái phiếu, nó sẽ báo là sản phẩm trong trong cái phiếu đấy không khớp, thì không thể xác nhận được. Thì cái bước này để nó đảm bảo cái việc là cái số lượng từ kho A chuyển đi sẽ khớp với lại số lượng mà kho B nhận vào, được chưa? Nếu trường hợp mà lệch như này thì các bạn sẽ cần phải báo lại cho kho A để check lại cái số lượng mà chuyển đi đấy có đúng hay không. Nếu như mà nó sai thì các bạn phải hủy cái phiếu chuyển đi này và khởi tạo lại cái phiếu 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 khác để xác nhận, được chưa? Còn nếu mà số lượng đã chuẩn rồi, các bạn kích vào copy đây, số lượng nó sẽ chuyển sang đây khớp thì nó không báo màu hồng nữa, là các bạn có thể duyệt được, xác nhận được và các bạn lưu lại cái phiếu đấy. Đó, các bạn sẽ lưu lại. Thì như vậy thì chúng ta sẽ có, nó sẽ sinh thành hai cái phiếu, một là phiếu xuất đi, xuất chuyển đi từ kho A tới kho B có biểu tượng mũi tên màu đỏ, và nó sẽ sinh ra một phiếu nhập vào kho B, kho ở Hải Phòng, từ nhập vào từ kho A là siêu thị SC chuyển tới, và nó có biểu tượng nhập vào là màu màu xanh, được chưa? Bao giờ khi mà phiếu chuyển kho thì bao giờ nó sẽ có hai cái phiếu như này nhé, một phiếu mà xuất ra và một phiếu nhập vào. Nên các bạn sẽ nhìn thấy có hai phiếu ở đây, cùng một ID phiếu nhưng mà sẽ có cùng ID phiếu nháp nhưng mà sẽ có hai phiếu là phiếu xuất ra và phiếu nhập vào, xuất chuyển kho và phiếu nhập chuyển kho vào cùng đúng cái số lượng đấy, được chưa? Sau đó thì các bạn có thể cũng có thể là thao tác các cái thao tác đối với lại các cái phiếu này, có thể in phiếu này, xuất Excel cái phiếu này đó để mình xem này. Chỗ này chúng ta sẽ có thể là in mã vạch của cái phiếu đấy luôn nhé. Các bạn tới kho B, các bạn nếu cần in mã vạch lại, các bạn có thể kích vào đây, in mã vạch sản phẩm trong phiếu này thì nó cũng ra đúng cái số lượng của cái sản phẩm trong phiếu đấy. Và các bạn cũng lại lựa chọn các cái on off ở bên này và lựa chọn cái giấy in và kích vào xem và in cho mình nhé. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ không thể hiện thị nhiều thông tin trên cái tem quá, thì các bạn có thể on off cái này, nó chỉ hiển thị được 3 thông tin trên tem thôi nhé. Rồi, sau đó thì các bạn kích vào xem máy in. Rồi, sau đó các bạn lựa chọn cái máy in của các bạn thôi, lựa chọn đúng cái máy in của các bạn nó khớp với lại cái giấy in, các bạn kích vào in là được thôi, được chưa? Đây là cái bước mà thao tác in rồi. Còn cái thao tác mà cài đặt máy in cũng như in in ra cái từng máy cụ thể thì mình có làm cái video hướng dẫn rồi. Các bạn có thể mình sẽ gửi cái đính kèm cái video này nhé. Mình sẽ có cái video là lắp đặt và cài đặt sử dụng máy in ở đây. Thì các bạn mình sẽ gửi cái link. Chào mừng ba mẹ đến trường phổ thông Duy Tây Hồ Tây tại khu đô thị Starlake Hà Nội. Mình có làm cái video này rồi. Thì mình sẽ gửi cái link video này ở trong kèm của mình nhé. Lắp của máy in xuống, nhớ là phải ấn lắp thật chặt nhé. Nếu mà mọi người lắp mà lỏng lỏng ấy thì nó sẽ bị mờ cái giấy in của chúng ta. Đấy, ấn chặt cái lắp của máy in lại. Bước tiếp theo sau khi mà lắp giấy in ấy thì mọi người sẽ cần phải khởi động máy in lên. Để khởi động máy in thì chúng ta sẽ rồi, hy vọng các bạn sẽ giúp được các bạn trong cái phần item ở đây. Thì cũng rất mong các bạn nếu mà thấy hữu ích thì các bạn có thể là cho mình một cái sub kênh cho kênh của mình ngày càng phát triển. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt lành.